đập vỡ cây đàn dành đời bạc trắng như vôi dành người điên đảo quên lời đập vỡ cây đàn dành người con gái yêu đàn buồn ơi làm sao để nguôi đập vỡ cây đàn dành người đôi trắng thay đen dành đời chớ như bàn tay ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca đời buồn em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta tôi yêu nàng nên vội vã lên tính trở về quê hương nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng đâu người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắp gia đình tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly đập vỡ cây đàn dành người đôi trắng thay đen dành đời chớ như bàn tay chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta tôi yêu nàng nên vội vã lên tính đi tìm theo học đàn sau một năm tôi trở về quê hương nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng đâu người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắp gia đình tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly đập vỡ cây đàn dành người đôi trắng thay đen dành đời chớ như bàn tay.